Em tên Quốc Hiếu, ở Úc, Sydney. Em là sinh ra ở Úc hay là sinh ra sinh để ở Úc. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi. 29 tuổi rồi. Ừ. Thì em kinh doanh ở Úc, làm cửa sắt, gạo sắt luôn. Cửa sắt. Ai con em? Em tên là Tuyết Nương, năm nay em 23 tuổi. Nghề nghiệp của em là nghề nail. Ủa bây giờ thì Tuyết Nương đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở Việt Nam ạ. Sắp đi Úc qua với chồng chưa? Dạ chắc cũng sắp. Sắp vậy dạ. Hy vọng sắp rồi. Rồi hai em là lần đầu tiên là gặp nhau là bao lâu rồi? Dạ hai vợ chồng em quen nhau được 2 năm. 2 năm? Dạ. Lúc đó là hai bạn gặp nhau ở đâu? Em thì làm nghề nail nhưng mà giấc tối á, em đi làm thêm bên bên bia tiếp thị Sapporo. Rồi gặp bạn này đúng không? Bạn này về ấn tượng đầu tiên của bạn về cô gái này? Thấy vợ đẹp quá. Rồi sao nữa? Thì cũng ngồi đi đĩa hoài. Ngồi đĩa hoài. Thế còn Tuyết Nương? Thấy anh này có vẻ giống một khùng. Dạ, tại vì mới gặp không biết không gì á, mà thấy em cái là kêu ô hơi đi. Vậy đó hả? Dạ. Kêu hơi đi, hơi đi. Đâu đâu kêu sao đâu? Hơi đi. Nhưng mà có uống bia nhiều không? Chồng kêu em thì em không có lợi. Em nói ồ chắc ông này khùng quá rồi, không có lợi. Rồi xong hồi có một anh trong nhóm á, ảnh mới kêu em lại. Kêu em mới nói em á là em bán thì bây giờ em phải đứng ở đây, anh mới ủng hộ em. Còn nếu em không đứng ở đây anh không ủng hộ. Thì em nghĩ cái bàn đi 6-7 người chắc nghĩ uống chắc cũng nhiều à. Nên em chịu đứng. Ai nhờ hành xác em đứng mấy tiếng đồng hồ luôn, uống được có 6 chai à. Trời ơi, trời ơi. Một bàn uống 6 chai. Coi như mỗi ông được 1 chai vậy. Đó, đó em như thế nào? Em tức. Tức là em làm gì? Em ghét rồi nói rủ em tí xíu nữa xuống giờ đi ăn. Vì em thì ghét thì em nói ồ em rủ thêm đứa bạn nữa. Là đi theo ăn là ăn càng nhiều cho trả tiền bỏ tức. À. Là lúc đó em thích bạn này chưa? Yeah. Thấy thích. Ủa nhưng mà nè, dạ. Ông cưa cẩm em sao? Dạ thì lúc mới đầu á, ra cái chỗ mà em làm á, cứ đúng 7 giờ có mặt tại quán ngồi chờ sẵn. Vậy đó. Ủa không phải là... Ngồi thì dồn... dồn... Ngắm vợ hả? Ngắm vợ với coi có ai ngắm không? Rồi chỉ dụ người ta ngắm thì sao? Ngắm thì sao? Hả? Lúc đó là khó xử rồi. Khó xử là gì? Không giỏi, khóc nhè hay là nhào tôi đánh ta? Chắc nhào vô ôm liền. Ôi vậy hả? Tụi em là quen nhau bao lâu thì mới cưới? Hai đứa cũng tìm hiểu đi chơi nè. Rồi xong rồi khoảng tháng mấy sau anh đi về bển lại. Thì cũng gọi qua FaceTime với Messenger rồi. Nói khoảng 4 tháng sau thì anh gọi về anh hỏi là có đồng ý lấy anh không? Nay là cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ cũng rồi. Được năm mấy. Năm mấy rồi. Từ lúc mà về cưới á, rồi tới bây giờ là em đi về? Được, đi được 2 lần. Cưới nói tiếng năm mấy thôi chứ hai vợ chồng ở bên nhau ít lắm. Thì một lần anh về được 10 ngày, một lần thì 2 tuần. Còn lần này là được ở được bao lâu? Dạ cũng được 2 tuần mấy à. 2 tuần mấy, vậy là sắp phải về chưa? Về còn 2 tuần nữa. 2 tuần nữa. Tuyết Nương mỏi còn quá trẻ. Dạ. Lấy chồng là ông chồng ở xa nữa. Thì mỗi lần chia tay thì như thế nào? Dạ, tuổi. Ra sân bay chắc khóc đầm đìa nước mắt đúng không? Dạ. Dạ. Thấy vợ khóc dễ thương không? Dạ. Dễ thương mà chống nhẽo nhiều. Bây giờ hỏi luôn thật xấu nha. Dạ. Bây giờ yêu vậy sao thấy xấu được ta? Coi như ở nhau đâu có được thời gian nhiều đâu. Có dạ, không chị, cưới xong rồi lòi. Cưới xong rồi lòi liền luôn. Về ở chung cái là thấy lòi liền đúng không? Bây giờ ưu tiên cho Tuyết Nương đó, ổng lòi cái gì? Lúc mới quen thì vợ muốn cái gì cũng được, hái sao trời cũng được. Chiều chuộng nói chuyện nhỏ nhẹ vợ lắm. Còn cưới về hả? Thì sao? Mới đầu thì nói là kêu cưới về là không được cỡ nào cỡ, không kêu mày tao nha. À. À, giao quy định rồi. Xong rồi cưới xong qua tới đêm đầu tiên động phòng là quất mày tao luôn. Ảnh thì nói là ở bên nước ngoài mi du là dịch qua mày tao nên nó quất mày tao. Còn em nó ở bên nước ngoài khác, còn Việt Nam mày tao thì nặng, không thích vậy. Bị quen miệng hay là cố tình anh phá? Anh chọc hay sao? Em không biết hỏi. Sao vậy? Tại quân bển nói tiếng Việt, ít có anh em lắm. Thì có mày không à? Mày theo không à? Còn mới quen ở ngoài đường á, kêu em á, nghe tiếu. Nghe tiếu? Với em á, cho em gái rồi.
Có nghĩa là bạn này á, là gì nè, khi mà em đăng cua á, thì em à là cái đó là giống như vẫn chơi, nhưng mà khi mà lấy vợ về rồi á là coi như là mày với tao giống như vợ đậu á, đúng không? Mày với tao là bên yêu thương lắm, mới là mày với tao hả? Không phải. Ừ, nhưng mà mỗi lần mà kêu mày tao vậy xong hết feeling rồi sao? Ừ. Hai chồng mà chuẩn bị đi ngủ mà dạ giống như là kêu mày tao cái là vợ hết feeling liền, mà con khiều khiều cho feeling lại à. À, em có bao giờ bị vợ kêu mày không? Dạ. Thì lâu lâu em nói anh phá lực, em phá lực luôn. Chơi luôn, chơi luôn vậy đó hả? Là dạ. Kêu mày tao. Dạ. Ủa rồi con cái có kêu nhau mày tao không? Dạ không có con, chưa có con mà chưa có con. Không, mà nói thí dụ. Yeah. Em bây giờ mới kêu sữa mà. Nó để từ từ, để từ từ. Bây giờ em nếu mà cho sữa anh em, bà xã, ông xã bà. Với lại ông là bà. Không, honey. Thì em thấy cái nào dễ kêu nhất? Thì bây giờ đang giận thì nói tôi. Tôi, yeah. Tôi với mình, tôi với bà. Tôi với mình. Ừ, nhưng mà lúc thương thì sao? Thương thì em. Honey đồ. Ủa vậy là cưới nhau về rồi là có lúc thương, có lúc không thương hả? Hả? Lúc nào cũng thương hết trơn á. Lúc nào cũng thương hết trơn, sao kêu thằng mày? Dạ. Thì lúc giận. Lúc giận mới kêu mày ta. Nhưng mà làm vậy giống như đang yêu 100% á, cái làm tụt pin liền. Thì đó, thì bị tụt hút á, tụt hút á. Vậy là cái tính xấu của ảnh là hay kêu mày tao nè, đúng không? Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Vậy em mong muốn thay đổi gì? Muốn chồng có nóng cỡ nào cũng đừng kêu mày tao. Dạ. Còn em, vợ em nhiều tính xấu không? Dạ. Nhõng nhẽo, lâu cũng tự nhiên cái khóc làm con em khó chịu. Xong rồi tưởng bị gì nói tuổi. Nói tại vì ở xa ở nhau xa đâu. Mà nhớ chứ. Em tưởng bị chuyện gì không, làm mình làm gì buồn khóc hụt hụt. Chứ chị với anh hỏi đúng không? Tính ba đạo lắm. Cấm không cho em đi chơi, bắt em ở nhà. Bạn bè em hồi đó giờ nhiều lắm, cũng không cho chơi luôn. Còn ảnh thì anh đi chơi quốc tới 3-4 giờ sáng được. Là ở bên kia hả? Dạ, 3-4 giờ sáng luôn. Rồi có khi gọi điện thoại là tắt máy, nhắn tin không trả lời. Mình tức á, mà ở xa không làm gì được hết á. Giống như bắt mình vậy mà. Nhưng ảnh... mà cái đó là lúc đi xa. Còn lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có bỏ em nhà ảnh đi chơi không? Dạ cũng có. Em đi đâu hả? Thôi có rồi. Cho con đi đâu mà nên đâu. Tại sao vợ nói kìa, có bỏ đi đâu? Có đi với ba đi nhậu. Em nói em mệt quá bỏ nằm khách sạn luôn à. Vậy đó hả? Rồi sao rồi vợ nhõng nhẽo vậy rồi khóc một mình, đó là hai cái mà em thấy. Còn xấu gì nữa không? Không có. Không có. Em nhõng nhẽo khóc vợ hoài. Em thay đổi sao? Dạ thì đừng có gây lộn nhiều. Bộ gây lộn nhiều lắm hả? Dạ tại vì mỗi lần anh đi chơi á là cự lộn à. Thì anh bớt đi chơi thì bớt cự lộn đó. vậy là em nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt đúng không? Dạ, tiếng Anh rành. Em nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt. Đó thì chồng em sanh ra từ nhỏ bên đó, tiếng Việt cũng không có rành, nói không được nhiều, rồi nghe nhiều khi cũng câu được câu mất nữa. Đó thì thành ra nó có một cái như vậy nè, mình không được ở gần ảnh nhiều. Dạ. Thì nếu như có cái cơ hội ở gần thì em nói chuyện, anh phải hiểu được mình muốn gì thì ảnh mới ứng xử sao cho nó phù hợp với cái ngữ cảnh, hoàn cảnh đó. Dạ. Rồi nhiều khi mình thì lại là mình là con gái Việt Nam thì mình hay giận, hay hờn. Ông phải đoán ý, tôi giận ông phải biết tôi giận cái gì, ví dụ vậy. Mình không có nói ra. Tính em thì hẳn lắm, cái gì là em không dưỡi lại bụp liền. Thì đó, thì đây nè, chị mới đương nói là ví dụ mình nói, nhưng mà mình nói cách nào, đúng không? Ví dụ như chồng mình nóng tính mà mình lại nóng lại, mình cũng sẵn lại, mình tức quá mình mình nói 100% anh nghe được có 60% thôi, thì tới chừng lúc mà nghe không được, giống như em hình dung cái con chuột mà mình dồn tới cái bức chân tường, nổi điên luôn, quay ngược ra bò lên người mình đi. Nó ví dụ vậy thì mình phải từ tốn, mình phải nói một cách làm sao để người chồng của mình hiểu là mình muốn cái gì. Em thấy vậy được không? Đúng luôn á. Đúng luôn. Lúc đầu cãi ưa bị vậy không à? Đúng không? Lúc cãi là ưa bị vậy đúng không? Tại đâu có hiểu nhiều đâu. Đó, cứ nói nghe cái miệng không à. Nói quá trời nói mà không hiểu được nhiêu đúng không? Rồi cái bắt đầu bực bội là xưng mày tao thôi. Thôi nhịn đi, có 2 tuần mình tận hưởng đi. Enjoy đi. Nha. Ok. Rồi chúc tụi em năm mới cố gắng làm sao mà để hai vợ chồng thuận hòa với nhau. Thiệt là nhiều hạnh phúc. Rồi năm sau là chắc đoàn viên được rồi. Và hòa hợp nhau, vui vẻ. Và chúc cho hai em mau chóng có một thành viên mới có khỉnh ra đời nha. Dạ, bé mì nha.